Di dời sư tử đá tại Hà Nội. Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan trên địa bàn Hà Nội di dời sư tử đá vật phẩm lạ trong bối cảnh nhiều nơi ở Việt Nam mua tượng về để trừ tà, trấn yểm. Văn bản ngày 10 tháng 9 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là Nguyễn Thị Bích Ngọc ký, gửi Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Theo văn bản này, các tượng sư tử đá cùng vật phẩm không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam sẽ bị di dời. Quyết định mới áp dụng cho các di tích, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, huyện, thị xã, các phường, xã, thị trấn tại Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu các nơi báo cáo kết quả thực hiện trước cuối năm này. Đầu tháng 9, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam cũng yêu cầu các chùa di dời các tượng sư tử đá, các linh vật không phù hợp với mỹ thuật truyền thống của Việt Nam. Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, mới đây tỉnh đoàn Thái Nguyên cho dựng một tảng đá to ngay trong khuôn viên cơ quan với nhiều dòng chữ Trung Quốc được khắc. Còn ở Hà Tĩnh, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân được cho là đã dựng hòn non bộ để trấn yểm, tạo phong thủy cho trụ sở của huyện.